Tyra Miss Jackson. Tiếp tục với series hướng dẫn cục red cơ bản, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết bài, quản lý bài viết cũng như là quản lý một số thành phần ngay của cái chuyên mục bài viết. Thì khi các bạn click vô chỗ bài viết á, thì nó sẽ hiển thị ra cái giao diện list tất cả những danh sách bài viết có trong website, và mặc định nó sẽ list 20 bài, sau đó sẽ phân trang. Thì một bài viết thì nó sẽ có một số cái như thế này: chỉnh sửa nhanh, thùng rác, xem. Thì chỉnh sửa thì các bạn click vào đây để chỉnh sửa bài viết này. Chỉnh sửa nhanh, click vào nó sẽ show ra một số thành phần mà chúng ta có thể điều chỉnh nhanh, ví dụ như ngày tháng public này, trạng thái là đã duyệt hay là không duyệt, sửa tiêu đề, sửa đường dẫn, chọn lại chuyên mục đó. Thì đây là cái sửa nhanh. Thùng rác có nghĩa là bạn xóa, bạn click vào đây để xóa thùng cái bài viết này, nó sẽ di chuyển vào một thùng rác. Vào một thùng rác thì các bạn có thể hồi phục hoặc là xóa vĩnh viễn. Mình hồi phục lại đi. Nó hồi phục thì qua bên tất cả lại. Thì nó ngoài một số cái thì nó có một số cái thông số như là từ khóa này, số lượng bình luận bài viết này, ngày xuất bản, click đây. Ngoài ra thì nó còn một số tác vụ mà chung, ví dụ như có nhiều bài viết ấy, thì chúng ta có thể chọn nhiều, sửa cùng một lúc. Rồi chúng ta có thể lọc bài viết theo tháng, lọc bài viết theo chuyên mục. Đó là cái tổng quan và cái màn hình mà quản lý bài viết. Thì sau đây là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn viết một bài mới. Để viết một bài mới thì các bạn click vào viết bài mới này, không thì bên này cũng có viết bài mới. Đó, click vào viết bài mới. Đây là cái giao diện màn hình để chúng ta viết bài. Thì ở mục red 5 chấm trở lên thì cái giao diện màn hình viết bài nó sẽ như thế nào đó. Thì đây là nhập tiêu đề bài viết số 1, như này là content này, nội dung này. Đây là bài viết số 1 đó. Thì đây là cái giao diện mới của cái bài viết. Giao diện cũ tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển cái giao diện bài viết qua giao diện cũ. Đó. Thì nó có thể cài đặt màu cho cái này, nó màu này các kiểu á. Rồi nâng cao thì có thể chọn cái CSS cho cái khu vực ở đây. Thì cái này nó cũng khá, nói chung là nhiều thành phần, nó làm cho bài viết mình nó đẹp hơn, nhưng mà nó cũng khó sử dụng. Tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn chuyển về cái trình soạn thảo mặc định á. Thì cái trình này soạn thảo nó sướng hơn và nó nhanh hơn. Một số bạn muốn tùy chỉnh bài viết thì sẽ dùng cái trình soạn thảo mặc định cũng được. Ở đây này các bạn xem này, có chữ tài liệu này, các bạn click qua tài liệu đó. Sau khi click qua tài liệu thì các mình có thể chọn được, ví dụ là bài viết này thuộc chuyên mục nào. Bài viết này có thể bám lên cùng blog này, trừ duyệt này, rồi có thể thêm từ khóa, chọn ảnh đại diện cho bài viết ở đây, click vào thư viện để chọn một cái hình ở dưới máy này đó. Chọn hình đại diện, sau đó là có thể mô tả ngắn cho bài viết ở đây. Bình luận này các bạn có thể cho phép bình luận hay không, thì nó sẽ có một số thành phần như thế. Rồi thuộc tính bài viết thì nó sẽ có nhiều cái giao diện, mà ở cái theme tùy theo cái theme mặc định này, nó sẽ có hai cái giao diện như thế này đó. Thì tùy theo cái giao diện mà chúng ta có thể chọn cái giao diện cho cái bài viết này, giao diện hiển thị bên ngoài á, cái phong cách biểu hiển thị bên ngoài á đó. Đó, sau khi điền đầy đủ nội dung á thì các bạn có thể, chúng ta sẽ chiều một chèn một cái hình ảnh, thì cái là click ở đây này, click vào đây sẽ hiện ra hình ảnh này. Chèn tải hình ảnh lên, mình có thể đi tìm một cái hình khác đi, hình đây hình này nó sẽ tải hình lên. Tương tự nữa thì mình có thể thêm nội dung khác, ví dụ như là đoạn văn bản là tiêu đề này, có thể là mình chọn tiêu đề chính đó. Cốt ra cái này là thẻ H2 nè các bạn,
vô điều chỉnh, chúng ta H3 thì có thể điều chỉnh. Đó. Tương tự thì các bạn có thể thêm nhiều cái thành phần ở đây. Và cái này là một quá trình soạn thảo tên là Wukumut, à, Kutabuk. Đây là cái trình soạn thảo mới, nó giúp cho bạn viết bài nhanh hơn. Và viết cho bạn viết bài không không nhanh, nhưng mà viết bài có nhiều cái phong cách để lựa chọn bài viết. Nó sẽ nói chung giao diện nó hiển thị đẹp hơn, nhưng mà nó tất nhiên là nó sẽ khiến bạn khó viết hơn so với việc là một đoạn văn bản như Word nó cốt dán thì nó dễ hơn. Đó là cái khu vực mà viết bài thì nó cũng khá đơn giản. Thì các bạn khi cài lên, các bạn vào đây chủ yếu là tiêu đề nội dung này. Đó. Viết bài xong thì các bạn bấm công bố và bấm đăng thì sẽ hiện ra cái link bài viết. Bạn cố cái link bài viết là có thể xem bài viết luôn, nó sẽ hiện ra cái bài như thế này. Đây là cái hình đại diện này, sau đó là tới bài viết mình có cái này này, có cái hình này, có tiêu đề. Đúng rồi, như vậy chúng ta có thể viết được một cái bài. Thì bạn làm blog thì quan trọng khúc này viết trình bày như thế nào để cho người khác có thể nhìn vô bài viết chúng ta thích đọc, tùy tùy vào cái kiểu soạn thảo văn bản của bạn. Rồi thì các bạn chú ý ở đây cái chuyên mục á, thì bài viết nó sẽ chia ra, ví dụ bài viết này sẽ thuộc, ví dụ mình có hai chuyên mục du lịch và tin du lịch và tin tức đi, thì mình có thể chia nó ra nhiều chuyên mục để bài viết. Ví dụ một số bài viết về du lịch sẽ tích vô một chuyên mục du lịch, một số bài viết về tin tức sẽ tích vào một tin tức. Thì làm sao để tạo một chuyên mục á, thì mình sẽ hướng dẫn luôn. Thì các bạn chú ý là bên bài viết này các bạn có thể thấy là có chữ chuyên mục này. Chuyên mục này các bạn click vào chuyên mục. Thì mặc định Google Ads nó sẽ có tạo ra một cái chuyên mục là chưa phân loại, chưa được phân loại, có nghĩa là chưa có cái loại gì hết, nó ghi tạm như thế. Thì cái chuyên mục này là nó bắt buộc là phải có ít nhất là một chuyên mục ở đây. Vì thế nên nó để cái chuyên mục này mặc định và chúng ta không thể xóa được, chỉ có thể sửa cái chuyên mục này được. Thì mình sẽ tiến hành sửa chuyên mục thành tin tức. Tin tức đó, ở đây này là cái slug, có nghĩa cái link của cái mục này. Mình có thể thêm một mục mới bằng cách là du lịch, enter, nó thì sẽ ra một du lịch. Ví dụ trong du lịch này có hai chuyên mục, câu là du lịch trong nước và du lịch nước ngoài. Du lịch trong nước thì các bạn có thể chọn cái thằng cha nó là du lịch, thì cái du lịch trong nước sẽ là con của thằng du lịch đó, thấy chưa? Du lịch nước ngoài, du lịch nước ngoài đó, thấy chưa? Nó cũng có thằng cha là du lịch, vì thế nên hai cái thằng du lịch trong nước, du lịch nước ngoài nó sẽ là thằng con của thằng du lịch đó. Ok, rồi sau chúng ta sẽ vào bài viết lại, sửa cái bài viết khi nãy mình, khi mình viết thì sẽ có thêm một cái viết ở đây này, thấy chưa? Mình sửa bài viết này đó, sửa bài viết này đó. Thì mình có thể chọn qua chỗ tài liệu và mình có thể chọn là chuyên mục ở đây sẽ list ra những cái chuyên mục mở ban chuyên mục mình đã tạo. Thì bài viết này ví dụ như bài viết về du lịch thì mình có thể chọn vào du lịch, và cụ thể là du lịch trong nước á, thì mình sẽ chọn vào du lịch trong nước đó, nó cập nhật. Ok, sau đó các bạn kích ra ngoài để xem là clip và nó đã thuộc cái chuyên mục du lịch trong nước. Rồi bước vào cái chỗ chuyên mục á, thì các bạn thấy du lịch trong nước này nó sẽ tích ra một bài viết này, và của mình click vào xem đó, thì cái đường dẫn nó sẽ như thế này. Du lịch và du lịch trong nước, thì du lịch trong nước này sẽ có một bài viết này đó, thấy chưa? Đó, đó là chúng ta quản lý cái bài viết thì nó cũng khá là đơn giản. Rồi tiếp theo là thẻ, có nghĩa là từ khóa hay là tag. Thì khi mà vào trong trong một bài viết thì chúng ta có thêm cái thẻ này, thì chúng ta kích qua cái tab tài liệu này, chúng ta xuống cái chỗ là thẻ này, ta có thể điền ví dụ như là du lịch Việt Nam, phải ra cái nó sẽ một dấu phải, nó sẽ tính là một cái từ khóa du lịch Việt Nam đó, thấy bạn thấy không? Rồi ví dụ như thêm một cái từ khóa là du lịch nè,
bật enter là nó lên thành hai cái tab. Chúng ta thấy ví dụ bài viết mình chỉ cần hai tab thôi thì các bạn thêm bao nhiêu cũng được. Thì nếu mà cái này mình để hai cái thôi đó, thì bạn bấm cập nhật rồi thì các bạn vào sẽ đây sẽ có hai, các bạn ra ngoài xem lại list danh sách đó. Khi mình xem list danh sách thì ở ngoài này sẽ có hai cái thẻ, có nghĩa là hai cái tab. Rồi chúng ta vào khu vực quản lý tab thì ở đây nó cũng có ba cái đó. Cái này là khi nào mình thêm mà nó bị lỗi nè, khi nào mình thêm nó bị lỗi nè. Còn cái này là cái du lịch mình vừa thêm, mình cái này không cần, mình xóa đi đó. Thế chọn chọn nhiều để xóa cùng một lúc nhiều thứ, đây là mình có thể chọn, mình có thể chỉnh sửa này. Ví dụ cái chữ du lịch này mình muốn ghi hoa lên thì mình chỉnh sửa đó. Ok, thì cái phần bài viết này nó cũng khá là đơn giản. Danh sách bài viết, rồi quản lý theo chuyên mục, quản lý theo thẻ, bài viết mới. Thì các bạn tùy thuộc vào bài viết, chủ đề của website thì các bạn có thể tạo chuyên mục, và tùy theo cái nhìn, con mắt nhìn của từng bạn thì các bạn có thể làm cái bài viết chúng ta cho nó sinh động lên. Đó. Thêm danh sách, thêm hình cover, thêm một cái link của đính kèm chẳng hạn, thì nó sẽ có hết ở trong này. Đó. Ok, nhưng mà cái trình soạn thảo này hiện tại nó đang khá là, đối với mình thì nó khó dùng, tại mình dùng từ phiên bản một update từ 3 chấm và đi lên 5 chấm rồi, 5.4 rồi, thì mình sử dụng quen cái trình soạn thảo cũ á. Vì thế nên mình muốn chuyển cái trình soạn thảo mới này thành cái trình soạn thảo cũ để mình dễ viết bài á, thì các bạn vào blog học cuộc đấy trong game thì nó sẽ ở vào mục thủ thuật á, bạn viết vào thủ thuật, bạn kéo xuống phía dưới bài viết đầu tiên luôn á, thì mình có hướng dẫn là đưa cái trình soạn thảo cũ của cuộc red về đó, thì bạn click vào đây. Thì cái bài viết này nó dài dòng tùm lum la, nhưng thực tất chỉ có một cái mà các bạn lưu tâm, đó là cái đoạn code dưới này. Các bạn copy cái đoạn code này chèn vào cái file function của theme đang sử dụng, thì mình sẽ hướng dẫn luôn. Bạn copy sau đó là vào trong cái phần giao diện này, phần sửa giao diện đó sẽ tàu hiểu đó. Thì phần sửa giao diện này sẽ có một cái file gọi là file function, các bạn click vào file function này. Sau đó các bạn ở dưới cái chỗ mà support này hoặc là ở đâu cũng được, nhưng mà mình chèn ra cho nó ok. Dưới cái chỗ support này các bạn chèn cái này đó, chèn cái đoạn code bên kia vào, sau đó bấm lưu lại đó, lưu lại. Rồi các bạn qua chỗ bài viết này vào sửa một bài này. Đó thì nó sẽ hiển thị lại cái trình soạn thảo cũ, và đây là cái trình soạn thảo mình ưa thích, mặc định nó giao diện nó rõ ràng và nói chung là nó dễ sử dụng. Nó bên này sẽ sau cái HTML luôn đó. Một số bạn muốn có đặc biệt bên này có thể sau cái HTML, các bạn muốn sửa thì các bạn vào đây rồi xin sửa HTML kia cọc, HTML ở đây cũng được đó. Thì mình thích dùng cái này hơn, còn bạn nào dùng bên kia quen rồi thì có thể dùng bên cái cũ đó. Đó. Đó là hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn cách quản lý bài viết, tạo một bài viết cũng như quản lý chuyên mục ở trang WordPress. Thì bài hôm sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở chỗ có trang này, thì cái trang này mình cũng nghĩ là nó giống giống bên kia thôi. Xin chào các bạn.